Vâng, Lúc xin chào tất cả mọi người đến với chương trình giới thiệu nhà đất Trà Vinh. Hiện tại thì mình đang có mặt ở quốc lộ 53, từ trung tâm thành phố Trà Vinh chạy tới chợ Hòa Thuận, Châu Thành, Trà Vinh. Chạy thêm một đoạn nữa qua khỏi được chợ Cô Tư và ra được tới cây dầu lớn thuộc quốc lộ 53. Chạy thẳng tới là chúng ta sẽ tới được chợ Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, nằm bên phía bên tay trái mảnh nhỏ của tất cả mọi người. Và vị trí mảnh đất mình cần bán ngày hôm nay thuộc ấp Bà Trầm, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Vị trí đất nằm trên hệ thống mặt tiền đường đan, xe tải 1,5 tấn chạy vào vi vu, và trên đất đã được dọn sạch sẽ hết trơn rồi. Cứ việc mua dọn vào và chúng ta cất cho mình một căn nhà, cũng có thể là mua để đầu tư sinh lời cho tương lai. Vị trí mảnh đất này nằm cách tỉnh lộ 915B thuộc đường đất đỏ của xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh khoảng 200m. Và những ai muốn mua, muốn sở hữu vị trí mảnh đất này, hãy liên hệ ngay số hotline. Đừng có nhắn tin vào trong clip, vì khi mà mọi người nhắn tin vào trong clip á, có thể là mình trả lời mọi người sẽ không thấy. Cho nên hãy gọi ngay số hotline nếu thiện chí mua là 0909840707, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu về giá cả cũng như nhận quảng cáo cầm cố ký gửi nhà đất Trà Vinh và các hồ sơ thủ tục liên quan đến vấn đề đất đai. Mọi người nhớ hãy nhấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video clip review những ngôi nhà và những vị trí mảnh đất cần bán sẽ xuất hiện sớm nhất có thể để cho mọi người đầu tư. Và một clip quảng cáo như vậy dao động từ 500k cho tới 1 triệu đồng tùy theo mức độ xa hay gần, hoặc là có để số điện thoại của chủ nhà lên bán trực tiếp cùng với người mua hay không. Vâng, và con đường này thì nãy mình nói là chúng ta sẽ chạy tới ngay chỗ chợ Hòa Lợi thuộc quốc lộ 53, rẽ vào bên trong chợ Hòa Lợi, chạy thẳng thêm khoảng 2km nữa, bắt gặp được một vị trí mảnh đất cần bán. Và đường đất này hiện tại đang ở ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, nằm trên hệ thống mặt tiền đường đan rộng chà bá lửa như thế này và cách tỉnh lộ 915B khoảng 200m, gần với cách quốc lộ 53 khoảng 2km, cách chợ Hòa Lợi, Châu Thành, Trà Vinh khoảng 2km và cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 5km. Đất này mặt tiền đường đan rộng khoảng 20, nếu mình nhớ không lầm là mặt tiền đường đan rộng khoảng 25m chạy dài vô, bán hiện tại là 2 công. Nếu muốn mua 3 công thì cũng bán 3 công luôn, nhưng hiện tại là bán trước là 2 công. 2.000m² này giá chủ đất đưa ra là 1.250.000.000, thương lượng nhẹ. Thương lượng nhẹ là chúng ta có thể sở hữu được một vị trí mảnh đất mặt tiền thuộc xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Mặt tiền đường đan khoảng 25m. Đường thông ra tứ phía, thông ra tỉnh lộ 915B, cũng có thể là đi ra chỗ quốc lộ 53 khoảng 2km. Xin nhắc lại một lần nữa, giá bán là 1.250.000.000. Thương lượng trực tiếp chính chủ, có trả giá là sẽ bán được, nhưng đừng có trả cái giá quá thấp. Trả giá quá thấp thì không có ai bán. Lúc trước thì do là chưa cần tiền, bây giờ là cần tiền thực sự, cho nên là giảm giá xuống hết mức tối đa có thể luôn là 1.250, tức 1.250.000.000 đồng. Thương lượng nhẹ để chúng ta có thể có được tiếng nói chung và từ đó sở hữu cho mình một vị trí mảnh đất mặt tiền đường đan như thế này đây. Xe tải 1,5 tấn chạy vào vi vu. Đối diện vị trí mảnh đất này là con kênh cũng tương đối khá là lớn. Đây, bây giờ thì cũng đã sắp tới được vị trí mảnh đất rồi, để mình chỉ cái ranh đất cho mọi người tham khảo. Và những ai đang có ý định mua đất lúa thì hãy chuẩn bị cho mình giấy xác nhận làm lúa, vì giấy xác nhận làm lúa chúng ta mới có thể sở hữu được đất lúa. Còn đất này như mình nhớ không lầm là đất trồng cây lâu năm. Từ đây chạy thẳng về phía trước khoảng 200m là sẽ tới được tỉnh lộ 915B. Vị trí mảnh đất được tính từ ngay chỗ hàng dừa nước bên phía bên tay trái mà ngành nhỏ của tất cả mọi người đo ra. Còn đường này là nãy đường mình chạy vô, chạy thẳng về phía trước là sẽ tới được ngay chỗ chợ Hòa Lợi, Châu Thành, Trà Vinh. Nó cách chợ Hòa Lợi, Châu Thành, Trà Vinh khoảng 2km nha. Cách bến phà Phước Vinh, đi qua ngay chỗ Cù Lao Hòa Minh khoảng, để mình nhớ lại, khoảng 500m là chúng ta sẽ tới được bến phà Phước Vinh. Những ai đang có quê hương ở xã Hòa Lợi, đi xa lâu năm
muốn về và muốn mua được một vị trí mảnh đất xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, thì đây là một sự lựa chọn vô cùng hợp lý để cho mọi người trở về với quê hương, có thể cất cho mình một căn nhà thật là khang trang, bên hông có thể trồng rau, nuôi cá, vân vân và vân vân. Đây, diện tích đất được tính từ ngay chỗ hàng dừa nước đo ra phía bên tay phải màn ảnh nhỏ của tất cả mọi người tới ngay chỗ cái căn nhà lá đó, khoảng 25 m, khoảng 25 m hoặc có thể là hơn nha. Mình không có đo chính xác. Chạy dài xuống đằng kia là hơn 2.000 m², giá là 1.250.000.000. Xin nhắc lại một lần nữa, giá là 1.250.000.000. Mọi thắc mắc về giá cả vui lòng liên hệ 0909840707 để chúng ta gặp trực tiếp chính chủ và từ đó có một cái bắt tay thật là thân mật, cùng nhau thảo luận giá cả mua bán. Nếu hợp lý thì cứ việc ra phòng công chứng ký vào biên bản mua bán nhà đất Trà Vinh. Và rất vui được giới thiệu với tất cả mọi người một trong những vị trí mảnh đất mặt tiền đường đan như thế này đây, khá là mát nha. Bây giờ thì mình xin nhắc lại vị trí cũng như là diện tích, từ đó mình sẽ kết thúc clip nha. Vị trí đất nằm ở ấp Bà Trầm, xã Hòa Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Tổng diện tích đất cần bán là hơn khoảng 2.000 m², ngang là khoảng 25 m, mặt tiền đường đan, cách tỉnh lộ 915B khoảng 200 m, cách chợ Hòa Lợi, Châu Thành, Trà Vinh khoảng 2 km và cách trung tâm thành phố Trà Vinh khoảng 5 km. Diện tích đất tổng hơn 2.000 m², giá là 1.250.000.000, thương lượng trực tiếp chính chủ. Mọi thắc mắc về giá cả vui lòng liên hệ 0909840707. Chúng ta sẽ ký vào biên bản mua bán nhà đất Trà Vinh. Và những ai đang có ý định cầm cố ký gửi nhà đất thì một clip quảng cáo dao động từ 500k tới 1.000.000 đồng. Còn nếu mà để số điện thoại lên thì giá cũng vậy thôi. Thêm một cái nữa, hoa hồng bán đất có nhiều người hỏi mình, thì tiền hoa hồng bán đất là 2%, đúng 2% thì mình sẽ nhận miếng đất đó, còn mà 1% thì rồi ok, yes, let's go đó. Vâng, xin nhắc lại nha, diện tích đất hơn 2.000 m², giá 1.250.000.000, thương lượng. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ 0909840707. Vâng, xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong video clip tiếp theo nha.